Thưa quý vị và các bạn, có một trường hợp mà chương trình hộp thư truyền hình đã nhiều lần phản ánh nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết cho người dân. Đó là hoàn cảnh của gia đình liệt sĩ Lê Văn Phùng ở xóm Kỳ Đông, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Năm 2010, dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ đã được triển khai xây dựng và sau đó đã đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và đơn vị thi công chưa thực hiện thủ tục thu hồi, bồi thường, thửa đất, làm hồ nuôi tôm với diện tích 1.876 m² của gia đình ông Phùng, nhưng đã cho san lấp mặt bằng thi công dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ. Ông Phùng đã nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi các cấp có thẩm quyền, nhưng đến nay đã hơn 12 năm, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư với diện tích cảng là 22 ha, tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thủy sản Quảng Ngãi thực hiện dự án từ năm 2010 đến 2015. Hộ gia đình ông Lê Văn Phụng và bà Võ Thị Nương có 3 hồ nuôi tôm có diện tích 1.876 ha. Do xác lập nguồn gốc đất của các cơ quan chức năng không chính xác, nên chủ đầu tư chỉ bồi thường vật kiến trúc hồ nuôi tôm với số tiền khoảng 152 triệu 331 ngàn 200 đồng. Do không được bồi thường về đất, nên ông Phụng không đồng ý nhận khoản tiền bồi thường vật kiến trúc hồ nuôi tôm và có đơn gửi các cấp ngành yêu cầu bồi thường và hỗ trợ về đất đối với diện tích 1.876 m², bồi thường bổ sung vật kiến trúc trong hồ nuôi tôm. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Hội đồng Bồi thường huyện Sơn Tịnh và Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ không xem xét giải quyết. Mặc dù thửa đất là các hồ nuôi tôm của hộ gia đình ông Lê Văn Phụng với diện tích 1.876 m², chưa có quyết định thu hồi, bồi thường của cơ quan có thẩm quyền, nhưng chủ đầu tư đã san lấp để thực hiện dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hộ gia đình ông Lê Văn Phụng. Nuôi tôm thì một năm là ba vụ, được mình không nuôi tôm thì mình nuôi cua, bỏ cua với tôm lộng vô để mình có thu nhập trong một năm là ba lần thu vậy đó, để cũng kiếm cuộc sống cho con nó an hạt. Còn bắt đầu mà ông phá vườn ra là không có cái kinh tế của mình, không được thu lại, phải đi làm thuê làm mướn, không có đủ sống qua ngày, vất vả lắm. Hơn 2010 là coi như là ra phá coi như là hồ tôm tích đang nuôi là người ta đang ủi lấp, coi như là nó lấp, nó không nói gì tới với gia đình ấy. Rồi kết luận của thanh tra là hơn 2017 đến nay là coi như chờ mở, mà coi như là từ đó đến nay không thấy cơ quan nào giải quyết hết. Nhờ cơ quan nhà nước giải quyết trả tiền đền bù và cho thuê đất cho nó đúng đủ, tạo điều kiện cho gia đình kiếm một cuộc sống nó ổn định. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra số 7966 về dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ. Theo kết luận này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh chi nhánh thành phố Quảng Ngãi và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chủ đầu tư dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục xác lập nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, diện tích đất, tài sản trên đất, đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn để làm cơ sở thu hồi và lập bổ sung phương án bồi thường đối với trường hợp của ông Lê Văn Phụng. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục rơi vào quên lãng. Trong các đợt họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đã nhiều lần phản ánh về vấn đề này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kết luận và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Lê Văn Phụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có thư xin lỗi gia đình ông Lê Văn Phụng. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thư xin lỗi gửi ông Lê Văn Phụng về việc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung dự án cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ trễ hạn với nội dung: thời gian qua, quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung cảng cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thiếu sự kiểm tra đôn đốc giữa chủ đầu tư, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi và Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Kỳ nên chưa triển khai thực hiện xong trong năm 2021. Sự chậm trễ này đã gây phiền hà chờ đợi cho gia đình ông Lê Văn Phụng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin lỗi ông và sẽ sớm hoàn thành phương án bồi thường bổ sung cảng cá và Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thực hiện giải quyết chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng cho gia đình ông Lê Văn Phụng theo đúng quy định. Kể từ khi thực hiện dự án cảng cá và Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá Sa Kỳ, đến nay đã hơn 12 năm. Kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự án cảng cá và Trung tâm Dịch vụ Hậu cần nghề cá Sa Kỳ đến nay đã hơn 5 năm. Và gần đây nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu lập phương án bồi thường và giải quyết dứt điểm trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 cho gia đình ông Lê Văn Phụng. Nhưng đến nay, các cơ quan có liên quan vẫn chưa thực hiện. Hộ gia đình liệt sĩ Lê Văn Phụng đến nay vẫn chưa nhận được khoản tiền đền bù.